những cái đối tượng xung quanh bạn trước hết là nó phải tốt đã. Nó tốt tức là nó sạch, nó đẹp, nó tú lệ thì là cát. Như là dù cái hướng đấy tốt đến mấy nhưng mà trước mặt là cái bãi rác thì cũng không thể nào là tốt được. Khi mà nói về cái thế sát trong phong thủy, cái nói như này: khi bạn đứng ở một cái vị trí, xung quanh bạn, toàn bộ những thứ xung quanh bạn bao gồm là đường đi, lối lại, các đối tượng xung quanh bạn, nếu như mà xét về phong thủy, về loan đầu, tức là về hình thái, thì những cái đối tượng xung quanh bạn trước hết là nó phải tốt đã. Nó tốt tức là nó sạch, nó đẹp, nó tú lệ thì là cát. Còn những cái thứ xung quanh bạn nó không sạch, không đẹp, không tú lệ, tức là không, thì gọi là không cát. Đúng không ạ? Thế nên tôi nói về mặt hình, nó gọi là không cát. Ví dụ như là dù cái hướng đấy tốt đến mấy nhưng mà trước mặt là cái bãi rác thì cũng không thể là tốt được. Rơi vào tam cát lục tú hay là rơi vào đâu thì nó vẫn là sát. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Chỗ này có cái ao tù nó phát ra cái mùi hôi bẩn. Đúng không ạ? Thì chỗ này nó là cái vị trí nào thì nó cũng là hung. Đúng không ạ? Cái chỗ này nó đang là một cái hình thái trông nó sắc nhọn, nó nguy hiểm, nó tạo ra những cái ánh sáng, nó tạo ra những cái khe kẽ, tạo ra những cái lực bất thường thì nó đều tạo ra nguy hiểm. Cho những cái thứ đấy thì nó có quá nhiều trong những cái chương trình đi khảo sát. Cái dạng sát thứ hai nữa là sát so khí. Ví dụ như là chúng ta nhìn, ví dụ hai cái nhà nó gần nhau chẳng hạn, ở giữa nó có một cái khe, nó tạo thành cái khe gió thì gọi cái là phong hạn sát chẳng hạn. Thì mình hiểu nôm na nhỉ, đừng nói những cái ví dụ phong hạng sát rồi giao thủy sát rồi tà thương sát rồi chính cung sát, xuyên tâm sát. Chúng ta nói như thế nó chỉ là một cách hình tượng để mô tả bằng cái từ Hán Việt mà thôi. Chúng ta cần hiểu như này, giả sử hai cái nhà nó khép vào nhau như này, đúng không ạ? Suốt nó tạo ra cái luồng gió, cái luồng gió này nó thổi thẳng vào nhà của chúng ta, họ đứng trong nhà chúng ta, chúng ta cảm giác như có một cái lưỡi kiếm nó đang chẻ xuống như thế chẳng hạn. Thì những trường hợp phong hạng sát như vậy, hay là đao chạm sát hay thiên chạm sát như vậy, tôi nhìn rất là rõ, đúng không ạ? Hoặc là những cái khe kẽ của nhà hàng xóm. Còn cái đường đi lối lại chẳng hạn, chẳng hạn như cái nhà của bạn mà có cái đường nó lao thẳng vào cổng, đúng không ạ? Nó tạo ra hình trực khí, chưa cần nói là có khách hay là người vô tình mà chúng ta đi hàng ngày về chúng ta vẫn đâm vào cổng, đâm vào cổng để nó mở ra là chúng ta lao vào chẳng hạn, đúng không ạ? Chưa kể mấy hôm nào gặp phải ông say rượu, đúng không? Đi nhầm nhà lao nhầm mất rồi, chó mèo chạy đầu với nhau nó đâm vào, nó vẫn là người, đúng không ạ? Còn chưa kể những loại tà thì cái đạo phạt cung thủy sát chẳng hạn, cái đường nó cong như thế này chẳng hạn, đúng không ạ? Cái nhà bạn đứng ở bên này, đúng không ạ? Thì khi mà phản cong này thì cái đường nó đi, nó đâm cái lực của nó, moment nó sẽ chọc thẳng vào nhà chúng ta đó. Thì tất cả trường hợp này người ta gọi chung là phản cung thủy sát. Nó rất nhiều loại sát do đường, ví dụ như tà thương sát khi đường đâm chéo này, rồi sau đó là xuyên tâm sát là cái đường lao thẳng vào, rồi phản cung thủy sát là cái đường nó cong nó lao vào chẳng hạn. Thì tóm lại là chúng ta cảm giác là khi cái dạng khí đến mà vào cái nhà chúng ta mà có dạng trực như vậy thì nó đều phạm sát. Thế thì người ta khi mà thấy cái nhà phạm sát như vậy thì người ta bắt đầu phải lựa vào cái thế đất đó, lựa vào cái hình thái phong thủy đó để người ta xử lý. Tôi ví dụ như một trường hợp như thế này, ví dụ như cái đường của chúng ta nó cong như thế này, đúng không ạ? Thế thì bây giờ nếu như chúng ta làm cái nhà mà có hình cong ngược lại, rõ ràng thành là phản ngược lại, thì làm sao mà cái nhà để thắng được thiên địa, đúng không ạ? Thế thì làm thẳng như thế này thì nó vẫn bị dính vào lực moment, cho nên là cái thuận theo cái thế đấy thì cái căn nhà mà chạm vào cái trường hợp mà bị phạt cung thủy, tức là một cái đường cong này, đúng không ạ? Thì cái nhà bên này người ta làm cong theo để nó lựa theo thế đấy, để mà khi mà lực đến đấy thì nó lựa, nó đẩy đi, đúng không? Tức là cái nhà là cong này thì trên này cái nhà mặt tiền nó cũng phải lựa theo, hay là cái hoa văn họa tiết trên đấy, để là người ta cái cảm giác là khi mà chạm vào đấy là nó trôi đi chứ không giữ lại cái điểm đấy. Thì đó là những trường hợp mà liên quan đến phản cung thủy hay là sát, là xử lý như vậy.